thông qua cái chương trình phối hợp giữa công tác khuyến nông của các tỉnh, thì trong đó hôm nay trung tâm khuyến nông Bắc Giang đã được canh ở giữa đó liên hệ, và hôm nay là có cử em là Huyên, phó trưởng phòng thông tin tổng hợp lên để đón tiếp các anh ở trên này. Thế thì về phía huyện Lục Ngạn thì chỗ trung tâm dịch vụ có cô Thúy là cán bộ kỹ thuật của trung tâm. Đấy, thế còn về địa phương ở đây thì chủ hộ là anh Công, anh chị Công đây là ở tại xã Kiên Lao, một trong những cái vườn mà đại diện cho cái việc chuyển đổi và đến giờ phút này là đang thành công. Đây, mình thì lại chuyển đổi từ 2020, khi đó là cây bưởi của mình bắt đầu xuống giá, cái quả bưởi khó bán. Chứ trước quả bưởi cũng 18-20 nghìn một quả, rất dễ bán. Nhưng khi mà quả bưởi nó chỉ xuống còn 9-10 nghìn, 8 nghìn thôi, là mình không ham hố thì làm quả bưởi nữa. Nên là mình quyết định là chuyển sang cam xem sao. Thì là bởi vì mình cũng thấy rằng cái cây cam chỉ người ta cũng ghép vào gốc bưởi thôi mà. Nên đầu tiên mình làm rất hoang mang. Nhưng đi xem một số nhà thì người ta cũng làm rồi. Mình và hai vợ chồng bàn nhau là thôi quyết định chuyển đổi vườn bưởi thành vườn cam. Thế là hai vợ chồng làm thì mới đầu cũng ghê lắm, bởi đầu tư vào một cây cam này nó nhiều tiền lắm, nó chi phí cao hơn các loại cây khác, bởi cây này rất khó tính. Thì trong khi đó thì mình vừa làm vừa đi học hỏi, rồi nhiều người đến người ta giúp mình đó. Ví dụ như anh Sáng là anh ấy về kỹ thuật, về tất cả mọi thứ là anh rất giỏi, thì anh ấy lại giúp vợ chồng mình. Thì chính xác là khi mà chuyển sang cây cam này thì là khi chăm sóc nó ấy, thì cũng phải đúng tiêu chuẩn của nó ăn uống, chứ nhiều phân quá cũng hỏng, ít cũng hỏng. Nên ăn theo tiêu chuẩn, như các loại phân chứ không thì riêng Trung Hoa không. Cụ thể đây là các loại phân thì anh đang đầu tư những cái loại phân gì là chính ạ? Toàn bộ là hữu cơ là chính, chứ không dùng hóa học. Dùng hóa học nếu có chỉ có khoảng 2-4%, rất hạn hữu. Khi chuyển đổi sang cây này thì nếu mạch khoán đến giờ thì cũng vào, nếu một cây của mình là trị giá một tạ một cây thì cũng phải trị giá đầu tư của nó mất 1 triệu trong khoảng 3 năm. Đấy, có nghĩa là đến giờ phút này là mỗi một cây này, không tính cái gốc ghép, cái phôi ấy, mà mình đã đầu tư khoảng 1 triệu trong vòng 2-3 năm đấy. Vòng 3 năm. Chuyển đổi thì anh đã mạnh dạn chuyển đổi rồi, đầu tư để đã biết là chi phí 1 triệu rồi. Vậy thì dự kiến là mỗi một cái cây như thế này thì nó sẽ thu nhập khoảng độ mấy triệu hả? Nếu là mình chỉ tính trị giá nó khoảng độ 45.000, 40.000 thôi. Vâng. Đấy là giá thấp so với mọi người tính là giá 40.000 thôi thì cũng được 4 triệu. 4 triệu. Đấy. Thì mình chi phí mất 3 triệu. Mất 1 triệu trong vòng 3 năm. Nhưng năm tới thì lại... Năm này năm đầu tiên thì nó sẽ cao, nhưng năm sau nó sẽ ít đi. Và sang năm là có 500 cây nữa bắt quả, đúng không ạ? Dạ vâng. Cái như thế là lợi nhuận của mỗi một cây đem lại khoảng 1 triệu, phải không ạ? Mỗi cây 3 triệu. Mình trừ đi 1 triệu đi thì còn lại mình được khoảng 2 triệu. 3 năm mới 1 triệu. Vâng. Rồi. Vâng. Tính ra như thế thì nó nhiều, ví dụ mỗi năm chi phí vào 300 trên. Rồi. Vâng. Đấy. Anh ở tại thực địa thì anh giới thiệu cho các bác ở thành phố Uông Bí biết là các đồng chí lãnh đạo rồi các đồng chí cán bộ kỹ thuật nắm được là khi mà anh chuyển đổi cái cây này thì về mặt chăm sóc ý, thì nó có những cái gì khác so với bưởi không? Bưởi thì khả năng mình bón nó học, bón cái gì cũng được. Cây bưởi nó không bị hỏng, nhưng mà sẽ chuyển sang cam này là nhất định là phải tuân thủ theo là cái hàng hữu cơ là chính, không đưa hóa học vào được. Dạ vâng, cụ thể đối với cái vườn này thì năm nay anh đã đưa cái phân bón Sumago của công ty Sumago được mấy lần? Cái này đưa vào được 6 lần. 6 lần? Vâng. Nhưng mà chỉ tưới nhẹ thôi. Ngoài cái Sumago ra thì anh đã đưa những cái phân gì vào gốc này? Cái này là có đỗ tương, có ngô, có phân bò, trâu, hoai mục, ổ mệ, nấm. Dạ vâng. Trước kia thì là cũng thấy người ta làm cam chỉ nhiều rồi, cho nên người ta làm cái cho hóa học nhiều thì nó chỉ được 1-2 vụ là nó tự hỏng cây. Cho nên từ đấy thì người làm vườn còn tôi là hay trao đổi lẫn nhau, giao lưu lẫn nhau là rút ra kinh nghiệm là cây cam đường là không nên cho phân hóa học nhiều. Để hạn chế đến mức độ gần như tuyệt đối.
Em hỏi một chút nữa là khi đợt tới này anh đã sẽ thu hoạch xong cái vườn này thì anh có tiếp tục bắt quả của năm tới không? Hay là anh sẽ có giải pháp nghỉ? Không, nếu đợt tới này là anh sẽ cho nghỉ, mà như cây này anh sẽ cắt hết quả đi và anh sẽ hạ xuống khoảng độ 5 đến 7 phân. Đấy. Để cho tái tạo lại cái bộ rễ và cũng tái tạo lại cái mầm. Đấy, tức là thì lại trẻ hóa và nghỉ một năm. Phục hồi lại. Cây, nghỉ đấy. Một năm. Và nên là... báo cáo mấy các bác ở trong đoàn là Bắc Giang thì có những cái đột phá. Cụ thể là trên cây đường canh này hiện nay là ghép chuyển đổi là một chuyện. Nhưng người ta sẽ ăn năm nghỉ năm. Đấy, bởi ăn một năm và trả như một thế năm này rồi, cả, chứ cả nó sang năm nó cũng không nuôi được đấy, nữa. Và đi theo hướng hữu cơ. Đấy, báo cáo với các bác như thế. Hôm nay là Trung tâm Khuyến Nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện đã đón tiếp và đã cảm ơn anh đã đến tạo điều kiện để cho các bác ở Uông Bí đến cũng như là đã thực hiện các cái giải pháp cùng với Sumgo trong cái thời gian qua nhé. Xin được cảm ơn anh đã chúc anh thành công nữa. Cảm ơn anh công nhé. Cảm ơn chúng em.